Hi everybody, welcome to my channel. I'm Chip Game. Today I play two games. The first game I play is Oddball Cowboy Run. Now let's go. Rồi, mời các bạn xem clip nha. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Rồi, mình sẽ bắt đầu vào chơi luôn. Mình sẽ tiếp tục sử dụng nhân vật Phil này nha. Đấy. Đầu tiên vào chúng ta cần phải chạy 10.000m. Đó, để mà phá phá cái kỷ lục của con màu xanh này. Ok, tiếp tục chúng ta phá hủy cái con màu vàng nữa nha. Đó, chúng ta nhặt những cái đồng xu vàng, khi mà đủ số lượng thì chúng ta sẽ được kích hoạt nội tại. Ok, chúng ta sẽ nhảy vào cái dấu chấm hỏi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kích hoạt nội tải luôn. Bấy nào. Bùm bùm. Đấy, quá dữ luôn. Ui. Đó, chúng ta càng phá hủy càng nhiều thì số điểm của chúng ta sẽ càng tăng cao nha. Đó, nên chúng ta lượn lẹn qua lẹn hoài qua cái những chỗ nó có chướng ngại vật ấy. Rồi, chúng ta nhảy vào cái ô bên phải nha. Tiếp tục chúng ta kích hoạt luôn. Bay luôn, ok. Ồ. Quá là phê luôn. Ồ, rồi xong, mắc hết tất cả luôn. Rồi, chúng ta nhảy vào ô bên trái nha các bạn. Tiếp tục chúng ta kích hoạt tiếp. Oh my god. Tuy mắc vàng nhưng mà chúng ta cố gắng đừng có để cho nó chết nha các bạn. Ok, rất tốt. Tiếp tục một lần nhảy nữa nha các bạn. Wow. Oh. Hơi khó nha. Nhưng mà chúng ta oh my god. Rồi, chúng ta sử dụng $2 để tiếp tục luôn. Ây da, không được nữa nha. Rồi, chúng ta tiếp tục quán thứ hai nha. Oh my god. Tự nhiên nó giết được hai con đầu tiên, cái con thứ ba nó sống. Để nó còn sống nên mình mắc hết số quèn luôn. Rồi, kết hợp nội tại luôn nha. Ừ.
Oh my god. Rồi ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play is Hillclimb 2. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Chúng ta bắt đầu vào Ray thôi nào. Đấy, mình sẽ thi đấu là cái bóng của mình lần trước nha. Lần trước mình chơi là nhân vật nữ nha các bạn, và lần này mình chơi là nhân vật nam. Đó, bây giờ hai người sẽ thi đấu lại với nhau nha. Để xem ai sẽ là người chạy. Chém tên rồi. Rất may. Lúc chết chẳng 9599. Rồi, mỗi ngày thì mình sẽ lựa ra hai tựa game hay và hấp dẫn để làm clip cho các bạn xem nha. Đó, mỗi trò chơi mình sẽ chơi trong vòng 5 phút. Đó, mỗi ngày mình sẽ ra một ngày một video dài 10 phút, các bạn xem nhớ ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Ok, ủng hộ cho mình có thêm thật nhiều động lực để mà làm nhiều video mới hơn cho các bạn xem. Và sắp tới mình sẽ cố gắng làm một ngày hai video cho các bạn xem cho hấp cho đã nha. Rồi, chúng ta cần phải chạy thêm 40 mét nữa để mà lấy được cái bình xăng này nè. Đó, cho dù các bạn xăng đầy đi cỡ nào chăng nữa, khi mà chiếc xe của bạn dừng thì xăng nó vẫn hao nha các bạn, mặc dù chúng ta không chạy nha. Cho nên nó cố gắng chạy liên tục luôn, trong đó là xăng nó hết là thua. Rồi mình đã chạy được gần 1000 mét rồi. Ok, lên. Lên luôn. Rồi hết xăng rồi, diễn qua được cái dốc này là phễ rồi. Rồi hy vọng chúng ta. Oh my god. Hình như cái bóng của mình tới chỗ đó nó vẫn nó cũng bị lật luôn nha các bạn. Rồi à, chúng ta sẽ nâng cấp chiếc xe ta lên nha. Rồi, chúng ta tiếp tục với thứ hai nhé. Mình mới vừa nâng các cái bánh xe của mình lên, hy vọng nó làm cho mình vượt qua được cái chỗ ngay cái khúc đó nha. Rớt cái nón nha nồi. Ồ, lửa phóng như hai lần liên tục luôn.
Oh my god. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video tại nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu clip hay đừng quên đó là cho một like, chia sẻ đăng kênh giúp mình nhé. Và nhớ nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye, see you again.